Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, bước sang năm mới, ai ai trong số chúng ta cũng tò mò và muốn tìm hiểu xem vận trình số phận của mình trong năm mới sẽ như thế nào, đặc biệt là với những quý vị tuổi Kỷ Sửu. Quý vị có muốn biết trong năm nay 2023 Quý Mão mình có được may mắn thuận lợi không ạ? Vừa thoát khỏi hạn thái tuế, bước sang năm 2023 Quý Mão, những gia chủ Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng thành công và thuận lợi, gia đạo thì hưng vượng, bình an. Trong năm nay, quý vị là một trong số ít con giáp được mọi người kính nể và ghen tị vì những thành công vốn có của mình. Vốn dĩ là người thông minh, đôn hậu, có tấm lòng bác ái, cuộc sống những người năm trước đây gặp không ít trở ngại và sóng gió trong cuộc đời. Tuy vất vả là thế, nhưng tiền tài thu được chẳng có là bao, hơn nữa lại còn bao chuyện thị phi, tai tiếng bủa vây. Nhưng quý vị hãy quên những điều đó đi, bước sang năm 2023 Quý Mão, quý vị sẽ có một cuộc sống hết sức viên mãn và thành công. Cũng nhờ những nỗ lực trước đây mà bây giờ quý vị có thể hưởng thụ trái ngọt trong cuộc đời. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng phân tích cụ thể vận trình của quý vị tuổi Kỷ Sửu nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng trong năm 2023. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Gia chủ nữ mạng Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những người ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng, nên mọi chuyện rơi vào thế không thể vãn hồi. Người tuổi Kỷ Sửu gặp năm Quý Mão không phải chịu tác động trực tiếp của thái tuế nên năm nay về cơ bản là một năm bình ổn. Tuy nhiên đường tài vận của bản mệnh không vượng, vì thế tốt nhất là không nên ham làm giàu, nếu không dễ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy thỏa mãn với những gì mình đang có và dần gạt bớt những thứ yếu trong cuộc sống. Đường hôn nhân, gia đình của bản mệnh đa phần bình ổn, không gặp phải quá nhiều biến động. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao mục đức, vận hạn tam kheo, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm lục hoang ốc. Đây cũng là một cung xấu, xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công, danh sự nghiệp, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim lâu, phạm kim lâu. Về địa chi, Sửu gặp Mão mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và bình ổn. Xét về mối quan hệ thiên can, thiên can kỳ âm thổ gặp quý dương thủy là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ Kỷ Sửu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Kỷ Sửu nữ mạng cần chú ý tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ Kỷ Sửu. Vào những ngày này, không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Kỷ Sửu gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự ăn vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được với nhiều bạn tốt.
với bản chất là phúc tinh nên sau này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức Tinh Quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc, hoặc là gặp Mộc Đức sẽ gặp trở ngại ở về tiền vận nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi an toàn. Mặc dù sao Mộc Đức là một sao mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù là gặp sao tốt hay xấu chiếu mệnh vẫn nên hóa giải sao nhằm cầu bình an may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương án hóa giải sao Mộc Đức phổ biến. Cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Mộc Đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, oản, trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bảy vị màu đen có viết Đức Đông Phương Sắc Ất Mộc Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật đều phải có màu xanh. Trường hợp không phải là màu xanh thì phải bọc giấy xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót giấy lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy. Với quan hệ tương sinh với mệnh mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng năm nay gặp hạn tam kheo. Nhắc đến niên hạn tam kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Có nghĩa là tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp, tay chân. Nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm và coi thường. Đặc biệt là người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1 vui xuân đầu năm cùng gia đình, nhưng gia chủ tuổi Kỷ Sửu nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 2, công việc làm ăn của gia chủ trong tháng 2 có thể bị người khác phá hoại, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 3, người trong nhà có thể có tỉ vết, sao kéo ở trên người, cần cẩn thận sử dụng vật sắc nhọn trong tháng này. Tháng 4, những công việc làm ăn của con cháu thuận lợi, mở mang nhưng cần chú ý cửa quan, pháp lý. Tháng 5, đây là tháng gia chủ Kỷ Sửu có tin vui trong gia đạo, ngoài ra chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 6, gia đạo trong tháng này thiếu hỏa khí, sức khỏe gia chủ không được tốt nên chú ý việc ăn uống. Tháng 7, gia chủ đón tin vui trong việc làm ăn của gia đạo. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có sự thay đổi trong việc làm ăn hoặc con cháu có thể xuất hành, đi xa làm ăn xa. Tháng 9, có sự hao tiền tốn của, cùng với đó sức khỏe kém, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 10, tháng này gia đạo gia chủ có sự sửa sang lại phần mộ mả của gia tiên hoặc gia đạo sửa sang và mua bán. Tháng 11, đây là tháng gia chủ có tin vui, nhiều việc may mắn, hanh thông. Tháng 11, đây là tháng gia chủ có tin vui, nhiều việc may mắn, hạnh phúc, làm việc gì trong tháng này cũng được thuận lợi. Tháng 12, tài vận tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật hay ốm đau trong tháng cuối năm đều nhanh khỏi. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, đối với hầu hết những người Kỷ Sửu sinh năm 1949, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang. Nếu bạn là một Kỷ Sửu tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Năm Quý Mão 2023, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên bản mệnh không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân mình cũng như con cái, mọi người xung quanh. Nên tránh xa những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ nào, tốt hơn cả là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến mình lâm vào rắc rối. Về sức khỏe,
Dưới góc độ tử vi tuổi Kỷ Sửu năm 2023 nữ mạng, vì đã cao tuổi nên nữ mạng tuổi Kỷ Sửu cần phải quan tâm hơn đến các vấn đề sức khỏe, không nên coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Tuy nhiên, dù có đổ bệnh, bạn cũng không nên quá lo lắng, suy nghĩ lao tâm khổ tứ. Những suy nghĩ tích cực sẽ có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện sức khỏe năm 2023. Phong thủy tài lộc khuyên gia chủ, nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo thông kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng. Về tình cảm, gia đạo, mối quan hệ giữa bản mệnh và các thành viên trong gia đình nhìn chung vui vẻ và hài hòa. Bạn hãy lắng nghe quan điểm của người khác nhiều hơn, đừng giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Các mối quan hệ xã hội cũng nên mở rộng, có điều kiện, có bạn bè bên cạnh, bản mệnh cũng sẽ cảm nhận được cuộc sống phong phú, đa sắc màu hơn. Nếu có sức khỏe thì không nên quá khép kín, chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Kỷ Sửu năm 1949 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trong ngày này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.